Vâng, xin giới thiệu với các bạn, đây là chiếc máy băm chuối Dakio. Chiếc máy này thì sử dụng motor 3kW 4HP, tốc độ vòng tua là 1.500 vòng trên phút. Bây giờ tôi sẽ cấp điện và RCB để cho máy chạy. Đây là chiếc máy chạy không. Vâng, bây giờ tôi sẽ test băm cây chuối này cho các bạn xem nhé. Và đây là thành quả của chuối, băm rất đỏ, rất nhỏ, đều, mịn và không chảy nước. Vâng, như vậy là tôi đã test xong chiếc máy băm chuối này. Bây giờ tôi sẽ mở nắp để cho các bạn xem bên trong có hệ thống lưỡi dao như thế nào nha. Máy được sử dụng hai lưỡi thép Nipoto rèn rất bền bỉ và sắc bén, đồng thời là 16 lưỡi dao băm inox chống rỉ. Máy thì sử dụng motor 3kW 4HP, tốc độ vòng tua là 1.500 vòng trên phút. Motor của máy được bảo hành 18 tháng và lỗi 1 đổi 1 trong vòng 12 tháng đầu. Máy có hệ thống CB chống giật và hệ thống tay đẩy bánh xe rất tiện di chuyển. Thank you.
Bà con đừng quên bấm nút đăng ký kênh video của Thế Giới Máy và bấm nút chuông ở bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi Thế Giới Máy đăng tải video mới hướng dẫn sử dụng máy móc thiết bị cho bà con.